Chào các bạn, chào mừng lại đến với công ty GDF Việt Khách Group. Mình tên là Jay Lê. Thì hôm nay tiêu đề của chương trình hôm nay sẽ là màn hình quảng cáo kỹ thuật số, có thể gọi tóm tắt là Digital Signage. Thì mình sẽ nói về thêm về những cái lợi ích của màn hình quảng cáo kỹ thuật số là như thế nào và làm sao các bạn có thể mua hay là purchase một màn hình quảng cáo cho tiệm của mình hay là cho một cái business của mình. Thì hôm nay mình sẽ tới tiệm của LA Nails. Thì chị chủ đây là Mimi, là một trong những khách hàng của công ty. Thì mình sẽ vào bên trong để mình coi thử cái tiệm LA Nails này có màn hình quảng cáo thế nào và họ trưng bày như thế nào ha. Đi theo Jay. Thì đây là tiệm của LA Nails. Thì mà các bạn có thấy là bên trái của mình là bên phòng tóc, thì chỉ có 4-5 station của tóc, và bên phải thì chỉ có bên nails. Thì cái màn hình DS của mình sẽ đặt ở phía sau này theo ý của chị Mimi. Thì đây là màn hình quảng cáo bên Digital Signage. Màn hình quảng cáo này đó là mình có thể đặt hai chiều, một là chiều ngang, hai là chiều đứng. Thì tiệm LA Nail của chị Mimi đó thì chị design chú đặt theo chiều đứng. Tại vì sao? Nếu mà mình bỏ theo chiều đứng đó, thì nó sẽ nhìn nó giống như một một cái banner, một cái quảng cáo hơn là một cái TV. Thì quý vị có các bạn có thể coi cái TV ở trên màn hình này, thì nó chiều ngang và một cái đứng thì nó nhìn rất là khác nhau. Thì Jay sẽ nói sơ về những cái lợi ích của cái màn hình quảng cáo kỹ thuật số này như thế nào. Thứ nhất á, là màn hình quảng cáo kỹ thuật số nó giúp cho tiệm mình quảng cáo trực tiếp và một cách hiệu quả đến cho khách hàng của mình. Thay vì mình từ xưa đến giờ mình không có một cái màn hình quảng cáo thì mình bỏ những cái poster hay là những cái flyer này trên tường, thì nó sẽ không có đủ sức hấp dẫn cho đến khách hàng. Thay vì mình có thể design những cái content, những cái animation như thế này, và nó sẽ thu hút khách hàng một cách hiệu quả hơn. Khách lúc nào người ta nhìn thấy hình ảnh nó cũng hiệu quả hơn là người ta sẽ đọc. Rồi, cái thứ hai đó là nó sẽ giúp cho những người thợ trong tiệm của mình về cái cách mà giới thiệu sản phẩm. Đôi khi thì cái miscommunication giữa người thợ và người khách, thì người thợ của mình không có giải thích được hết những cái benefit hoặc là những cái feature của những cái product, sản phẩm của mình mà muốn làm sao để cho khách hàng dùng. Thì màn hình quảng cáo này nó sẽ tự động trực tiếp quảng cáo đến cho khách hàng. Khách hàng vào có thể mở làm pedicure ngâm nước, rồi họ nhìn lên màn hình, họ thấy cái spa package này hay là những cái package khác họ muốn làm, thì màn hình quảng cáo tự động này nó sẽ giúp cho mình tự động làm hết cái đó. Và cái thứ ba nữa đó là màn hình quảng cáo kỹ thuật số này nó sẽ upsell được cái service của khách hàng. Thì trung bình cho ví dụ đi, nếu mà người khách hàng vào đây thì trung bình họ xài khoảng 30-40 cho những cái classic pedi medi như thế. Thì một khi mình có những cái màn hình quảng cáo kỹ thuật số này, mình muốn sell những cái dòng sản phẩm cao cấp hơn, thì công ty sẽ làm ra những cái clip như thế này, và khách hàng người ta nhìn vào trong những màn hình quảng cáo này, họ sẽ muốn làm những cái đó. Thì cái đây là một cách rất là hiệu quả giúp cho tiệm mình làm sao mà thể upsell được những cái dòng service cao cấp trong tiệm của mình. Thì các bạn có thể tới gần đây và thấy đây là sơ về cái màn hình quảng cáo này. Thì công ty sẽ làm overview hết và nói sơ về tiệm của khách hàng thế nào, tên gì, địa chỉ như thế nào, những cái social network Facebook như thế nào, để cho tiệm của mình dễ dàng tiếp cận đến khách hàng. Như vậy là chúng ta vừa đi qua hết những cái benefit và làm thế nào mà để làm được một cái màn hình quảng cáo kỹ thuật số. Nếu các bạn muốn biết thêm chi tiết thì mời các bạn truy cập vào trong website của công ty là vietcapgroup.com, hay là gọi vào số toll free của công ty ở dưới đây. Jay kính chào quý vị và hẹn gặp các bạn trong chương trình kỳ sau. Thank you.